Khởi nguồn từ khát vọng đưa sản phẩm nông nghiệp Việt Nam vươn tầm thế giới, tập đoàn PAN đã không ngừng bền bỉ xây dựng và hiện thực hóa giấc mơ của mình trong 10 năm qua. Để có những vụ mùa thành công phải chọn được hạt giống khỏe. Để có những mẻ lưới sản lượng cao phải chọn được con giống tốt. Để thành công trong lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm, chúng tôi hiểu rằng phải bắt đầu từ những doanh nghiệp hàng đầu, xây nền tảng từ hoạt động M&A nhưng phát triển vững mạnh nhờ vun đắp nội lực từ bên trong. PAN tập hợp được các công ty đầu ngành trong lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm. Với hệ thống sản xuất, kinh doanh và phân phối vững mạnh cùng những nhà lãnh đạo có tầm, trong 10 năm qua, chúng tôi đã cùng nhau tạo nên một hệ sinh thái hoàn thiện với chuỗi giá trị khép kín. Hành trình của PAN bắt đầu với những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành nông nghiệp. Sau những thương vụ đầu tiên, chúng tôi liên tục thực hiện việc xây nền tảng và mở rộng hệ sinh thái. Theo chúng tôi nghĩ đây nó là một cái cơ duyên. VFC lúc bấy giờ thì phải nói là trong cái top 3 của cái ngành thuốc bảo vệ thực vật. Mà chúng tôi nghĩ là sao tập đoàn PAN không chọn số 1 mà là chọn số 2, số 3 đồng hành lâu dài. Thì chúng tôi cũng phải nói là về phía VFC thì chúng tôi cũng rất tự hào. Rất tự hào khi có một cái tập đoàn đầu tư về nông nghiệp và thực phẩm chọn lựa mình để cùng đồng hành hướng đến cái chất lượng và phát triển bền vững. Cùng với quá trình liên tục đầu tư và hoàn thiện các mảnh ghép cho bức tranh chung, tập đoàn đã không ngừng mở rộng thị trường, tăng năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm. Với hai trụ cột M&A và tăng trưởng hữu cơ được triển khai liên tục trong 10 năm, chúng tôi tự hào về những gì đã được dựng xây. Hệ sinh thái nông nghiệp thực phẩm đa dạng với chiến lược phát triển bền vững xuyên suốt. Vị thế thị trường vững mạnh tại từng mảng kinh doanh. Hệ thống cơ sở vật chất cho sản xuất hiện đại, quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong vòng 5 đến 10 năm tới. Hệ thống phân phối rộng khắp các tỉnh thành và vươn tới hơn 40 thị trường trên thế giới. Năng lực nghiên cứu và phát triển chuyên sâu, vượt trội. Hệ thống quản trị minh bạch, hiện đại với đội ngũ nhân sự chất lượng cao. Văn hóa doanh nghiệp đề cao sự gắn kết, sẻ chia, hợp tác và tính bền vững. Cách đây 10 năm, chưa dám xây dựng một cái tầm nhìn chiến lược là trở thành một tập đoàn giống cây trồng hàng đầu Việt Nam, thì khi trở thành thành viên của PAN, chúng tôi đã hoạch định lại toàn bộ chiến lược và xác định mục tiêu tầm nhìn là trở thành tập đoàn giống cây trồng có quy mô và thị phần giống cây trồng lớn nhất Việt Nam. Và sau 10 năm thì chiến lược, mục tiêu chiến lược đó của chúng tôi đã trở thành hiện thực. Đó là những trải nghiệm thành công nhất trong 10 năm được đồng hành cùng PAN. Một thành tựu chín giọt mồ hôi. Hành trình một thập kỷ qua là tâm huyết và công sức của gần 10.000 người PAN. Hành trình càng khó khăn thì đích đến càng xứng đáng. Với nền tảng vững chắc đã tạo dựng trong 10 năm qua, chúng tôi hướng đến giai đoạn tăng trưởng bùng nổ tiếp theo tại tất cả các mảng kinh doanh với sự lớn mạnh cả về quy mô và giá trị kiến tạo. Từ việc tối ưu cơ sở vật chất đã được đầu tư trong giai đoạn trước, tập đoàn sẽ ngày càng hoàn thiện chuỗi giá trị nông nghiệp thực phẩm. Sản lượng và quy mô mảng tôm dự kiến tăng gấp đôi vào năm 2026. Mở rộng vùng nuôi và đầu tư nhà máy chế biến cá tra
đáp ứng nhu cầu tăng trưởng với kế hoạch tăng gấp đôi sản lượng trong vòng 5 năm, mở rộng quy mô sản xuất và vùng trồng hạt điều hữu cơ. Kinh doanh nông dược tiếp tục tăng trưởng cao và bền vững từ hợp tác toàn diện với đối tác chiến lược. Tiếp tục khai phá thị trường tiềm năng bằng các dòng sản phẩm chất lượng được sản xuất trong chuỗi giá trị bền vững. Khang Food tập trung vào các dòng sản phẩm chế biến giữa rau củ và tôm nhằm tạo ra các dòng sản phẩm đa dạng và đáp ứng tất cả các thị trường khó tính nhất trên toàn cầu. Ngoài ra thì thế mạnh của Khang Food còn tập trung ở cái mảng truy xuất nguồn gốc bền vững, trong đó tập trung nhiều vào cái trang trại nuôi và cái vùng trồng của Khang Food. Vùng nguyên liệu mới ở Cà Ná và nhà máy đóng chai tiêu chuẩn sản phẩm nước mắm truyền thống sẽ giúp đảm bảo tăng trưởng bền vững cho sản phẩm. Tái cấu trúc sản phẩm, mở rộng ngành nghề kinh doanh, tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái sẽ là động lực tăng trưởng quan trọng cho giai đoạn tiếp theo. Với những cái nền tảng cơ bản khá là tốt mà Bica đã đạt được đến thời điểm hiện tại, đồng thời với các định hướng phát triển trong tương lai cùng với sự tiếp sức của tập đoàn Bang, thì Bica hy vọng là trong vòng 5 đến 10 năm tới đó, thì ngoài cái chuyện vẫn đang là một cái thương hiệu quốc dân rất là thân thuộc với tất cả người tiêu dùng, thì Bica sẽ xây dựng được những nhãn hàng mạnh mà sẽ đứng ở vị trí top of mind trong lòng người tiêu dùng. Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau. Tập đoàn Pan sẽ luôn hợp tác với người nông dân để cùng tạo giá trị cho cộng đồng, đồng thời tiếp tục tìm kiếm những đối tác cùng chí hướng để phát triển theo chiều sâu. Trong 10 năm qua, chúng ta đã hoàn thành xong giai đoạn xây dựng nền tảng hệ sinh thái nông nghiệp thực phẩm Việt và bắt đầu sang giai đoạn tiếp theo, giai đoạn tăng trưởng nhanh. Xác định được mục tiêu là quan trọng, con đường đến mục tiêu cũng vô cùng quan trọng. Nhưng để biến mục tiêu đó trở thành hiện thực, đòi hỏi sự chung sức, chung lòng của tất cả hơn 10.000 cán bộ công nhân viên của tập đoàn Pan chúng ta. Với văn hóa gắn kết, chia sẻ, văn hóa hợp tác và bền vững, chúng ta cùng nhau bước vào giai đoạn tăng trưởng bùng nổ để cùng nhau thực hiện giấc mơ chung, giấc mơ nâng tầm nông nghiệp thực phẩm Việt Nam.